Gái xinh làm sống lại trào lưu thời 8X, 9X là diễn viên trẻ tốt nghiệp sân khấu điện ảnh, làm dàn sao Việt cũng tức bật đua theo. I like the view. You do? Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người người nhà nhà đua nhau khoe hình chu môi phồng má cực kỳ thịnh hành những năm 2000. Các tấm ảnh này gợi nhớ ký ức thanh xuân dữ dội của thế hệ 8X, 9X, cái thời mà Yahoo còn chiếm lĩnh mạng Internet. Chụp ảnh thì giơ tay chữ V, tấm nào cũng được zoom cận mặt rồi thi nhau làm FS tặng người khác. Ít ai biết rằng, người đã làm sống lại trào lưu một thời chính là nữ diễn viên trẻ Miss Lai, kim TikToker có tiếng trên mạng. Được biết, cô bạn tên thật là Uyên Trinh, sinh năm 1999, quê ở Vũng Tàu. Hiện Miss Lai đã tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với mục đích ban đầu là để giải trí. Cô bạn đã tạo một tài khoản để tên là Bisu, rồi quay lại những clip tái hiện lại xu hướng thịnh hành năm 2000. Nữ TikToker diện các trang phục bắt trend của thời 8X, 9X như quần tất màu, áo ba lỗ. Bên cạnh đó là mái tóc sư tử lừng lẫy mà hồi đó gặp 9 người thì 10 người làm kiểu tóc này. Ngoài ra, Michelle Lai cũng biết sử dụng ngôn ngữ teen code, chèn những bài hát trap đậm chất xì tin. Không thể không thừa nhận, cô bạn tái hiện lại rất đúng tinh thần của giới trẻ ngày xưa. Dù bây giờ nhìn lại thì có thể trông hơi buồn cười, nhưng ở thời đó những ai biết đua trend này đều là người rất sành điệu. Sau khi đăng tải, nhiều cư dân mạng tỏ thái độ thích thú, một số người chia sẻ như đang nhìn thấy bản thân trong quá khứ. Cũng vì vậy mà sau clip này, chúng đã trở thành trào lưu khiến mọi người đua nhau làm theo. Không chỉ các bạn trẻ mà rất nhiều sao Việt cũng hưởng ứng nhiệt tình. Kể xương xương cũng có thể thấy toàn những gương mặt nổi đình nổi đám như Hoa hậu Thùy Tiên, Harry Won, Ngọc Thanh Tâm, Minh Tú, Trương Quỳnh Anh hay Bình An. Hiếm lắm người hâm mộ mới có cơ hội nhìn lại những khoảnh khắc trẻ trâu một thời của các ngôi sao. Nhìn vào các bức hình chưa được công bố của người nổi tiếng, ai cũng cảm thán đúng là ai rồi cũng khác. Nữ Gen Z chia sẻ không ngờ từ những clip làm vui vui của cô mà lại được mọi người đón nhận nhiều đến thế. Cô bạn cảm thấy có chút tự hào vì bản thân đã có thể giúp mọi người gợi nhắc lại nhiều kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Các nội dung trên kênh TikTok của Missela nhận được lượng tương tác khủng chỉ trong thời gian ngắn. Những clip của cô bạn đều cán mốc triệu view, chứng tỏ được độ thịnh hành. Trong thời gian tới, Uyên Trinh tiết lộ cô chuẩn bị nhiều ý tưởng thú vị hơn để phục vụ khán giả cùng những dự án mới trong sự nghiệp diễn xuất. Bên cạnh đó, cô bạn không quên gửi lời cảm ơn và rất trân trọng vì được mọi người ủng hộ. Cô nàng thấy mọi người đăng hình ngày xưa nên cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi khơi gợi được ký ức thanh xuân rực rỡ thời 9X trong mọi người. Trước đó, một nhóm bạn mới nhú cũng đua trend khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi có màn biến hình thành những cô cậu trẻ trung thời điểm những năm 2000. Trong đó, siêu mẫu Minh Tú, ca sĩ Hoàng Minh Di, ST Sơn Thành, Anh Tú và diễn viên Duy Khánh khoác lên mình những bộ trang phục mang đậm phong cách hoài niệm. Sau khi biến hóa, dàn sao gây bất ngờ khi thay đổi về trang phục lẫn cách tạo dáng. Cụ thể, Hoàng Minh Di diện áo ôm crop top với quần short jean, chân mang giày cao gót màu nổi. Siêu mẫu Minh Tú cũng có gương mặt khá tương tự. Hình ảnh cả hai để tóc mái xéo cùng kẹp to bản khiến dân tình nhớ lại trend một thời. Như vậy cũng là động lực để cô nàng sáng tạo thêm nhiều nội dung có ích khác và phát triển bản thân nhiều hơn trên con đường diễn xuất. Đúng là mạng xã hội là nơi sinh ra nhiều trào lưu độc đáo, giúp mọi người thỏa sức sáng tạo và giải trí. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.